Today we are going to study about the interrelated origination. Many authors translate as trial independent origination. That may be a misleading translation. Some other authors translate it as the interdependent origination. I don't think it's reflecting the true concept of the interrelated origination, which originally Buddha wanted to express or transmit it to the whole world. Nhiều tác giả nói rằng 12 cái duyên sinh, rồi là duyên khởi, rồi cái này, cái kia, đủ thứ, các danh từ. Nhưng mà nó có cái vòng tuần tự, và điều đó chưa chắc hẳn rằng, theo quan điểm của sư, đã phản ảnh trung thực ý định của Đức Thế Tôn. First of all, we look at the literature and the how the arahants, particularly the current time, the Venerable Mogok achieving the arahant. It's a lesson for us to learn. Và chúng ta sẽ xoay nhìn xem cái thập nhị nhân duyên là cái gì và không nói đâu xa, trong thời cận đại, chúng ta xem xét cái bài học. Lấy một thí dụ của Ngài Mô Gốc, tức là gần đây thôi, Ngài đã chứng A-la-hán bằng cách thực hiện cái thập nhị nhân duyên này. Now, when we look at the literature here, you see, in the center, you have the ignorance, avijja and tanha, ignorance and greed or craving, craving a desire, okay, and ignorance, unknown, lack of information. Both of them constitute the formation of the mind, the intention, or the liking of the existence. Ở trung tâm điểm của cái thập nhị nhân duyên, quý vị thấy vô minh và tham ái. Tham ái thực sự ra là khát ái cảm giác dục lạc, thương hay ghét đều giống nhau. Vô minh là không biết hoặc là không đủ thông tin hoặc là cố chấp, không chấp nhận sự thật. Và những cái đó nó ở trong tiềm tàng từ lúc vô thủy. Và nó đưa tới cái con người ta đó là vì vô minh, vì tham ái cho nên có cái tâm hành, thân hành, ý hành sai. Tâm hành, ý hành sai, thân hành và ý hành sai cho nên tâm hành là không được trong sáng. Tại sao tâm hành không được trong sáng? Tại vì nó bị ô nhiễm bởi các sự rung động nội và ngoại. Why the mental formation or sankhara is not clear or crystal clear? Simply because it's affected in violence, in conjunction with the formation of the mind and the body. The mind has intention, the body has intention, and unconsciously affecting the mental formation. Khi cái tâm nó không được biết rõ, nó phản ứng một cách vô thức, cái thân cũng thế. Hai yếu tố đó nó tạo nên một cái sản phẩm gọi là rơi rớt soi sót, mà người ta gọi là hương ấm hay là thói quen tạp khí, nó nằm chỗ này hết. Thói quen tạp khí, cái biết của quá khứ cũng nằm chỗ này. Và khi nó nằm ở chỗ này, tức là cái hành á, tâm hành á, thì nó tác động lên cái thức. The past carry out into the present in a consciousness or cognitive system. When you are born,
you are uniquely different from anybody because of the your mental formation of sankhara. Bởi vì thế cho nên khi các bạn mới sinh ra, các bạn đã khác biệt hơn tất cả mọi người và không có giống ai hết. À, cái thức này nó tạo nên một cái đặc thù của bạn. Và khi đặc thù như vậy là hành xử khác biệt, suy nghĩ khác biệt, cho nên á, tạo nên danh và sắc. À, sắc là hành động, mà danh á, là suy tư, chẳng có gì hết á. Đừng có nói tâm với thân gì mất công, rườm rà lắm. Một cái hành động thì là sắc, sắc pháp, mà cái suy tư, suy nghĩ là tâm, là danh. Even in your breath, you still have the nama and rupa inside your breathing in, breathing out activity. Ngay cả khi các bạn thở ra, thở vào, các bạn cũng mang theo cái danh sắc ở trong cái hơi thở. Đó. Cái hành động thở là sắc. Đó. Nhưng mà cái sự nhận biết của hơi thở, đó là tâm. Thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, thì đó là tâm. À. Còn nếu không biết thì tâm không có, chỉ có sắc pháp thôi. When it develops, you keep contact every day, every minute, every second. You contact, come into contact with the air. Breathing in, breathing out. The activity transformation between the air, external, inside, the internal. And that causes a feeling. And when you got the feeling, you actually develop the craving. So the mogok, venerable mogok, make a decision. Okay, because I come into contact, I got the feeling. And once I got the feeling, I generate the craving. The only way to get out of the cycle of death and birth, to break away from the feeling, between the feeling and the craving. Cut off the link. Ngài Mô Gốc cũng như các vị thánh tăng khác đều đồng một cái quan điểm là hễ có xúc thì phải có thọ, không có chạy đâu được. Mắt nhìn là đều có rung động. Nhưng mà khi có thọ, nó chuyển sang tham ái rất nhanh. Nhưng nếu tu tập, chúng ta cắt cái chỗ tham ái đi. Tức là thọ mà không ái thì sẽ chấm dứt sinh tử, đi ra khỏi cái vòng này. That's one solution. It's not the everything solution. Đây chỉ là một cái cách giải quyết thôi, chứ không phải là tất cả đều giải quyết như thế. In the sutra, there's many cases. Many monks, disciples of the Buddha, attend the Arahant without going through that cycle. Many monks. Ở trong kinh sách đã nói rất rõ, rất nhiều trường hợp đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài chứng đắc A-la-hán cũng chẳng có đi qua cái 12 cái nhân duyên này đâu. Cũng chẳng có cần phá cái thọ với ái. One instance is the Buddha gave the instruction for a monk just swept cleaning the yard, the front yard. And at the end, he attained the Arahant. So instruction, just clean. That's it. And he attained the Arahant. Đức Phật dạy cho một vị, giao cho cái chổi thì quét đi. Và ông cứ quét thôi, ông cũng chẳng có biết là cái gì là thọ, cái gì là xúc. Phật nói cái gì thì làm cái đó. All of them have the full faith, 100% faith in the Buddha teaching. Tất cả những vị đó đều có cái lòng tin tuyệt đối, niềm tin bất động nơi Phật. Cho nên khi Phật nói thì cứ thế làm. Và vì làm như thế cho nên chứng A-la-hán.
You see, that's the one factor for us to reconsider our practice. Cho nên đó cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta tự xét lại cái hành trình tu tập của chúng ta. But the Mogok Venerable Mogoks achieved Arahant just by breaking the link between the feeling and the craving. Trong trường hợp này, Ngài Mô Gốc đã chứng đắc A-la-hán bởi vì Ngài phá vỡ cái mối liên quan giữa thọ, cảm thọ và tham ái. Once you develop the craving, immediately you are possessed by the dream of the existence. I'm here. And you love it. You want to continue with the idea, with the existence. And then you suffer, subject to the suffering, death, or aging, or sickness. Khi các bạn có cái giấc mơ đã tham ái, nó tác động lên cái giấc mơ có tôi đây, có ta đây, có sự hiện hữu đây, thì cái đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà ưa ao ước có sự hiện hữu, ưa thích có sự hiện hữu, thì lập tức làm nô lệ cho già, bệnh, chết. Và khi chết vẫn còn ao ước có cái thân để mà thở, để mà cảm xúc, để mà tham ái, cho nên tiếp tục tái sanh. That's a very simple cycle. Đó là một cái vòng tròn rất là đơn giản, chẳng có gì rắc rối hết. In summary, if you still have a desire to come back, you will come back. If you don't have a desire to come back, you finish. Nếu các bạn có cái khát ái muốn quay trở lại đây thì các bạn sẽ quay lại. Nếu các bạn không có, cạn rồi, không còn khát ái nữa, thì sẽ không còn quay lại. The Buddha summarized his teaching only very simple. One Brahman come to ask him, where the Tathagata come from? And when he died, he passed away, where will he go? Still alive? He's still in a form? Or not in a form? Or both? In a form? Or not in a form? Or neither? The Buddha laughed and said, no, it's not a proper wise discussion or examination. It's very silly and stupid thinking. Có người Bà La Môn lại hỏi Đức Phật, khi Như Lai từ đâu đến, mà khi Như Lai chết thì Như Lai đi về đâu? Vẫn còn hay là vừa còn vừa mất, hay là không còn cũng không mất? Nó là cái trạng thái gì? Đức Phật cười, Đức Phật nói, ngu vừa vừa thôi, không có cái chuyện đó. Ngu vừa vừa thôi. So how stupid we are, we will learn until the last lesson, the final stage of our lesson today. So tự xét với mình, tự khảo cứu với mình trong suốt mấy chục năm, kể cả những năm mình tu hành, mình ngu thức ở mức nào, thì cuối cùng bài học ngày hôm nay rồi sẽ là cái nấc thang, cái bài khảo sát để cho quý vị tự đo lại xem là mình á, ngu cỡ nào, mình thực hành cỡ nào. All of trail interdependent origination, as they say, is just a symbolic of the cause and effect. Tất cả 12 cái nhân duyên này chẳng qua chỉ là cái biểu tượng của luật nhân quả. Hễ có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Rất đơn giản. There's nothing else, nothing new. Chẳng có cái gì mới lạ hết. Now we come to this stage. First we have the ignorant, we possess ignorant and we come into contact and we got a feeling and here we enter the world. Chúng ta thấy ở đây nè,
Hãy có vô minh mà vô minh tác động lên cái xúc. It doesn't matter whether you have the ignorance or wisdom or where you have the contact of the eyes, ears, nose, always happen. It's just a matter of whether you have the contact with or without wisdom. Cái xúc luôn luôn có, mắt tai mũi luôn luôn va chạm với cảnh trần. Nó chỉ khác ở cái chỗ là khi xúc như vậy, các bạn có minh hay vô minh trong cái xúc đó thôi. If you don't have the consciousness, if you don't have the conscious knowing of whatever occurs in your mind, your body, you tend to develop indiscriminate feeling. Nếu các bạn không có được huân tập, các bạn gọi là vô thức, cảm thọ vô thức, thì nó sẽ tới không phân biệt. Nó ưa thích mà nó cũng không biết tại sao nó ưa thích. Nó ưa thích theo cảm giác, mà hễ có cảm giác thì tất cả đều là dục lạc. You subject yourself to indiscriminate feeling. You become slavery to the indiscriminate feeling. And that generates the dream of the existence, I here, me, mine. Và khi có như vậy thì lập tức các bạn biểu hiện ở trong tâm và trong thân có sự hiện hữu. Phải có sự hiện hữu của tôi, của ngã, thì có cái của tôi, và cứ thế dính mắc là ta có sự hiện hữu và có cảnh giới ta đang sống. However, if you are well trained, you know you are well trained and you know the source of information, you have a selective process of information, you develop the knowing, a selective knowing, a seeing, or where you are selecting with the wisdom. And if you have the wisdom, you even select the contact. The contact will be selective. Once you have the selective contact, you will respond beneficially to the source of information with all the learning experience. Khi các bạn có cái tuệ trong sự lựa chọn các cái nguồn thông tin và tuệ nơi sự tu tập, thì ngay cả như cái xúc, các bạn cũng có thể chọn lựa cái xúc. Đức Phật dạy rất rõ, tránh xa người ác, luôn gặp kẻ thiện. The Buddha teaching very clearly, always contact with the good people, good source of information, and avoid the contact with the bad people, or bad person. Đức Phật dạy rất rõ, tránh xa người bất thiện, tránh xa các cái nguồn bất thiện, tránh xa kẻ ác, tránh xa môi trường xấu, luôn thân cận bậc thiện trí, luôn thân cận các bạn hiền cùng chí hướng tu học. It's very clear in his teaching. Rất rõ ràng, khi có trí tuệ chúng ta sẽ như lý tác ý, xúc đúng pháp. And once you develop the selective contact and thinking appropriately, you develop
the wisdom, you respond to the source of information or vibration in your body. And that generates more wisdom. The more wisdom you have, the crystal clear understanding and apprehension of the cycle of death and birth, you can get out easily if you want to. Khi các bạn đối ứng lại bằng cái tuệ giác, thì các bạn không lệ thuộc nơi những cảm giác thương hay ghét, gọi là cảm giác dục lạc. Và cái đó nó có lợi cho các bạn, tại vì các bạn không bị thâm nhập, không bị đem củi vào trong tâm để lửa cháy tiếp, thì thoát ra khỏi cái vòng sanh tử. Và theo ý của mình, muốn ra thì ra, không ra thì thôi, không sao hết. That's why the Buddha say, Thagata is not going anywhere. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Như Lai không có đi đâu hết. If no suitable condition, Thagata disappear. If there's suitable condition, Thagata manifested. Đức Phật nói rất rõ, khi điều kiện nhân duyên nó không có đủ thuận lợi thì Như Lai không có hiện ra. Mà khi điều kiện nhân duyên nó có thuận lợi thì Như Lai hiện ra. It's like the darkness and the light. When you turn on the light, you cannot see the darkness. But the darkness is still there. But when you turn off the light, the darkness appear. Nó cũng giống như là bóng tối và ánh sáng. Khi có bạn bật cái đèn lên thì ánh sáng không thấy nữa, nhưng mà ánh sáng nó vẫn nằm đó, nó chờ. Chỉ cần bạn tắt cái đèn đi, lập tức có ánh sáng liền. Sự hiện hữu của minh và vô minh nó cũng như thế, nó là một. Khi có tuệ giác thì không còn vô minh với minh nữa, không còn phân biệt nữa. Tại vì biết thể bật đèn lên thì có ánh sáng, mà tắt đèn thì có bóng tối. Sinh và tử đều như vậy. Birth and death, similar like you turn on the power. If you turn on the power, you see the light. That means you exist. You are here. You are born. But when you turn off the light, you finish. No longer exist. Similar like that. By analogy, thí dụ đèn và bóng tối nó cũng như sanh với tử. Khi mở đèn lên, thấy mọi việc, thấy cảnh giới là sanh chứ có gì đâu. Mẹ tắt đèn lên, tắt đèn rồi, bóng tối phủ đầy, không thấy cảnh giới gì nữa, không thấy mình nữa, thì là tử có gì đâu. When you die, you don't have mother, father, husband, wife, property. You don't see space and time where you are living. You finish. Khi các bạn tắt cái đèn tuệ, tức là chết rồi, thì đâu còn thấy cảnh giới hiện tại mình đang sống. Còn mở mắt ra thì mới thấy chứ. So death and birth is like the light and the darkness. Just turn on the light, turn on the power, you see everything. Space and time, including the energy, the material, all the moving stress and vibration. Giống như vậy thôi. Tức là chết và sống nó giống như tắt đèn. Mở đèn lên thì thấy cảnh giới, tức là tôi đang sống đây. Mà tắt đèn đi rồi á, chẳng còn cái gì hết. Thân cũng không còn, cha mẹ cũng không còn, không còn gì hết á. Quý vị tưởng còn á, thử chết đi rồi biết. Try to die yourself and then you will learn the real experience. Nothing. That's why the Buddha said, Thagata, known of description, suitable for Thagata after death. Đức Phật nói không có một cái định nghĩa nào phù hợp cho sự chết của Như Lai nhập Niết Bàn. Không phải là chết rồi còn, hay là chết rồi không còn, hay là chết vừa còn vừa không còn,
Đức Phật nói tất cả điều đó lý luận vô nghĩa. Tại vì đủ duyên thì Như Lai hiện ra, không đủ duyên thì Như Lai không hiện ra. Giống như ánh sáng với bóng tối thôi. Do you understand now? Now we come to our real lesson today. We're going to study interdependent origination. Interrelated and also interdependent. If this arise, that arise. This disappear, that disappear. Nguyên tắc của nó là liên kết với nhau, lệ thuộc với nhau, đều và chịu sự tương tác với nhau. Hễ cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. That's the very simple principle. Đó là nguyên tắc rất là đơn giản, không có gì khó hiểu hết. There's a rules in the interdependent, interrelated origination system. The first rule is the formation and reformation of rules. Điều quan trọng ở trong cái thập nhị nhân duyên là luôn luôn nó có cái hệ thống quy luật của đó, và nó có cái hệ thống điều khiển cái quy luật đó, cái hệ thống đó. Nó đều có tương tác như thế nào thì nó sinh ra như thế nào. Giống như vô minh và tham ái thì nó sinh ra hành. À, nó đều có nguyên tắc của nó hết. Nó có nguyên tắc và nó có cái hệ thống điều khiển. Giống như chính quyền á, nó có bộ trưởng, thủ tướng rồi các thứ nó đều điều khiển. Cơ thể mình cũng vậy. Our body has a governing system. So when do we want to eat? When do we want to sleep? And how we react to the urge for the going to the toilet? Everything is governed by the system, irrespective of you knowing it or you don't know, it still operates. Cơ thể chúng ta cũng vậy, nó có một cái hệ thống, nó có cái nguyên tắc, cái luật của nó, và nó có cái hệ thống điều khiển, hệ thống hành chính điều khiển. Lúc nào ăn, ăn như thế nào, lúc nào ngủ, ngủ như thế nào, kể cả những cái nhu cầu muốn đi toilet, nó cũng có điều khiển. Nó có quy luật của nó. The normal player in the games would subdue themselves to the rules. Những người chơi cái trò chơi này, mà nếu là người chơi bình thường, sẽ chịu lệ thuộc cái quy luật đó. If you're a skillful player, you break the rules. Nhưng nếu những người chơi một cách tinh xảo, thiện xảo, nó phá cái quy luật này chứ. I don't want to eat, so what? I don't want to sleep, so what? Nothing happened. And even toilet, I have the urge, physical urge, for going to the toilet. But I don't want that. I can stop it temporarily for some time. I can break the rules. Luật là luật, hệ thống điều khiển là hệ thống điều khiển, nhưng tay chơi thiện xảo vẫn phá luật được. Thí dụ, tôi không ăn thì sao? Quy luật là tôi phải ăn, bây giờ tôi không ăn thì sao? Không sao hết. Tôi không ngủ thì sao? Không sao hết. Rồi bây giờ tôi có nhu cầu phải đi toilet, nhưng mà nếu tôi là cái người chơi rất là giỏi, tay chơi giỏi, tôi có thể điều hành cái thân của tôi, và tôi tạm thời, không là luôn luôn được, mà tôi có thể tạm thời giữ nó lại một tiếng, hai tiếng không sao hết. Tôi không có tè ra trên xe, tôi không có tè ra giữa đường. If I need to go to the toilet, have a piss, I don't want, I can resist myself if I'm skillful. Nếu tôi là người thiện xảo, tôi không cần phải tè ra xe, đi trên xe, nói, ông tài xế ơi, ngừng lại cho tôi đi. Mà nó không ngừng, nó cứ chạy hoài. Mình đâu có tè ra xe. Nếu mình là giỏi, đó, mình biết kiểm soát cơ thể. Cho nên, if you are skillful, learn
practitioner, you can break the rules of the 12 interdependent origination. Nếu các bạn là người thực hành thiền tuệ, các bạn phá được cái quy luật của nó, phá được cái hệ thống điều khiển của nó. Cho nên cái luật đó là nó đều được cấu tạo và được tái cấu tạo. The rules only formulated and reformulated. Các cái luật đều do duyên, cho nên nó sẽ sanh ra và nó tái sanh ra tự nó hoặc là tự mình điều khiển để thay đổi cái luật. Cho nên đừng tin rằng chỉ có một con đường để tôi đi, tôi già rồi, tôi không tu được. Forget about that silly idea. Hãy quên cái tư tưởng đó đi. Tư tưởng đó là thiển cận. Nói rằng tôi già rồi, tôi con cái đầy đàn, rồi tôi có cảm xúc, rồi bây giờ tôi tu trẻ quá, năm nay tôi 50 tuổi, 60 tuổi tôi mới đi tu. Tôi đã lỡ có chồng, có con, rồi bây giờ tôi tu không nổi. Hãy quên cái khái niệm vô minh đó đi. You can break the rules because the rules keep changing. The rules is conditioned. Cái quy luật đều có thể thay đổi và quy luật đều có do duyên nó sinh ra. Cho nên phải hiểu như vậy để chúng ta huân tu, chúng ta phá quy luật này. Don't say that because I'm too old now, I'm 60, I cannot practice meditation. Don't say stupid thing like that. Đừng nói rằng tôi năm nay 60 tuổi, tôi có chồng có con, tôi dính mắc nhiều quá, bây giờ tôi tu không được. Sai lầm lớn. Luật đều có quy luật và quy luật đều có thay đổi. Second point is all the rules is interrelated. Điều quan trọng thứ nhì là các cái nguyên tắc đều có dính mắc tới nhau. For instance, ignorance will affect how you contact. Thí dụ như vô minh sẽ làm hướng dẫn cho các bạn xúc như thế nào. If you are ignorant, you don't know, you don't have the wisdom, you want to contact unwholesome source of information. Nếu như các bạn vô minh, không cần tham ái, chỉ cần vô minh thôi, thì các bạn có ưa thích xúc chạm mắt tai mũi tới những cái nguồn thông tin bất thiện. Thí dụ như xem phim ảnh, chơi game, tất cả đó đều ảnh hưởng lên não. Và cuối cùng những cái đó biến bạn trở thành ra một con người nửa ngợm, nửa đười ươi. It converts you into a monkey man, not a real man. Nó biến các bạn trở thành con người nửa ngời, nửa ngợm, nửa đười ươi. Tại vì các bạn bị nô lệ bởi cảm xúc. The third one's interchangeable. 12 cái này là biểu tượng mà Đức Phật mượn để nói là danh chế định. It's not necessary operate in that cycle or circle or definite circle or rigid formulation. No. Đây là những cái khái niệm để Đức Phật cho chúng ta biết tại sao chúng ta có mặt và bằng cách nào chúng ta phá cái vòng sanh tử. Chứ không phải đây là quy luật mà Đức Phật đặt ra, nó là như vậy không thay đổi được, cho nên cái này nó thay đổi qua cái kia. Every knowing, every wisdom you collected from the touching, from the seeing, will be converted into the wisdom in your consciousness. Tất cả những cái tuệ giác khi các bạn nhận thức rõ ràng qua xúc chạm nơi mắt, nơi tai, nơi mũi đều được chuyển vào trong cái thức và làm giàu cho cái thức, và cuối cùng các bạn có đầy tuệ giác ở trong cái thức. Cho nên hành xử với tuệ giác, cho nên thiền nó có cái lợi như vậy. The fourth one is communicable. Every factor, every cause
will be communicable to the other. Một cái yếu tố nó đều có thông tin giao dịch chuyển nhượng tới cái thông tin khác. For instance, suffering. When you knowing, see it clearly, suffering, it will generate your experience and the wisdom. Thí dụ như cái khổ, đau đớn, nó sẽ được chuyển nhượng thành ra ý thức, nhận biết đó là đau khổ, nhận biết đó là sân hận, và cái đó nó là cái thức, nó không còn là cái khổ nữa, không còn là cảm thọ nữa. Cho nên nó đều có chuyển nhượng được và đều có tương tác được. Khi các bạn đau thì lập tức cái thức nó gọi ra liền, đó là cái đau và đó là cái sân. Nó nói cho bạn biết liền, tức là lúc nào nó cũng nói chuyện với nhau được. Communicable is responsive. Cái này với cái kia nó đều có tương tác với nhau hết. It's reversible. All the rules are reversible. Đức Phật đã nói rất rõ trong thập nhị nhân duyên, vì vô minh sanh hành, hành sanh thức, và cuối cùng nó sanh tử ưu bi khổ não. Nhưng nếu Ngài quán trở lại, Ngài nói sanh tử ưu bi khổ não vì thủ, vì hữu, vì thủ, vì tham ái, vì vô minh, vì cuối cùng là tới vô minh. Và khi chấm dứt vô minh thì chấm dứt sanh tử luân hồi. Rất đơn giản vậy thôi. Cho nên khi phá được cái vòng, thực sự cái vòng nó xoay hai chiều, xoay xuôi và xoay ngược, tức là nó chuyển đổi được, xoay ngược lại được. Hồi xưa tới giờ các bạn tham ái, thì bây giờ các bạn biết tham ái cái gì và xoay nó ngược lại thì có trí tuệ. When you are craving first of the existence, first of the sensual feeling, under the training, vigorous training, mentally, you develop the ability to reverse the cycle, reverse the greed, reverse the craving. Khi các bạn tu tập một cách nỗ lực, tự mình có kỷ luật và nỗ lực, thì các bạn vặn ngược cái đồng hồ đó lại. Tất cả những cái gì từ nơi cảm xúc đều được chuyển đổi thành trí tuệ. Thay vì những cảm xúc chuyển đổi thành ra tham ái, thì nay cảm xúc chuyển đổi thành trí tuệ. And the final one is self-governance. Tất cả những quy luật này nó đều là tự nó sanh nó diệt. Chẳng có ông Phật nào hay là ông Thượng Đế nào bày ra cho nó hết. Tự nó sanh nó diệt. How is self-governed? It's self-governed by you, by your intention, by your ignorance. Once you activate any facet, any factor, you engage in any factors, immediately the rules operate. Nếu các bạn chỉ cần đụng chạm một cái yếu tố, thành tố nào thôi trong này, thì lập tức cái thập nhị nhân duyên nó phát sinh liền. Nó không có đợi, không cần phải đủ 12 cái hay không cần phải đủ vô minh. Chỉ cần các bạn xúc thôi, lập tức 12 nhân duyên xoay liền. Even you activate the contact, eye contact, ear contact, immediately the cycle of the 12 interdependent, interchangeable, interrelated origination operate, exist, manifest. Immediately, khi các bạn chỉ cần xúc thôi, thí dụ xúc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, thì lập tức 12 nhân duyên phát sinh liền, chứ không phải cần đợi tới vô minh hay là tham ái. Chỉ cần một đụng chạm tới một trong 12 cái này thôi, bất cứ cái nào, thì cái vòng này nó xoay và tiếp tục sanh tử ưu bi khổ não.
Nó có hệ thống điều hành riêng của nó. Tại vì các cái luật hễ mà đụng tới một cái thì 12 cái nó xoay. Cái hệ thống điều hành của nó các bạn không thể nào phá được. You can only break one rule. And by breaking one rule, you break the chains of causation. And by breaking the chain of causation, you break the 12 interdependence, origination, link. Cái nguyên tắc của nó là 12 cái nhân duyên đều như mắc xích, không theo thuần tự, không theo thứ tự trước sau. Nhưng nếu các bạn bẻ gãy một cái mắc xích thôi, bất cứ cái mắc xích nào, thì 12 cái nhân duyên đó đều bị gãy đổ, đều bị biến mất. 12 cái nhân duyên đó đều bị gãy đổ, đều bị biến mất. Sự quan sát thông thường của mọi người, người ta đều thấy từ ở cái chỗ vô minh thì nó làm cho thân hành, ý hành và đưa tới tâm hành và đi vào trong cái hệ thống gọi là bộ nhớ, tức là cái ý thức. Và hễ có thức thì mơ mơ màng màng sự hiện hữu của ta, gọi là mơ, một giấc mơ của ngã, của sự hiện hữu. When you have the ignorance will cause the mental formation and the cognitive perception. Thereby, you generate the idea, receptive idea of the existent mind and body. I'm here. Me, my, I'm here. And the environment I'm living, space and time, is my space, my time. And everything is mine. Và vì có thân và tâm thông qua mắt tai mũi, cho nên quy định, tự mình quy định cảnh giới mình đang sống. Và hễ có cảnh giới mình đang sống thì lập tức có cái ngã, có tôi đây, có chồng tôi, vợ tôi, nhà tôi, thân tôi, ý kiến của tôi, kiến thức của tôi, chùa của tôi, cái gì cũng dính tới sự hiện hữu. Và hễ có sự hiện hữu thì sợ hãi mất. Đó là bản ứng đương nhiên. Mà hễ sợ hãi mất thì phải báo thù, tạo nghiệp. Tất cả nó đều thông qua 6 căn và đưa vào 6 thức. 6 thức thực sự ra nó không có tồn tại. Khi cái não chết là cái thức cũng không còn. Nhưng mà nó làm mồi cho sự tái sinh. Tại sao vậy? Vì có thức cho nên tiếp tục muốn đụng chạm, muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm. Nó đều có cái khát ái nơi cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Tại vì những nghe, ngửi, nếm tạo nên những cảm giác rung động. Because every contact there arises the sensual feeling. Doesn't matter whether you enjoy it or not, you like it or you don't like it. You may like it, have a liking perception, liking feeling, or disliking feeling. Both is just vibration. Thích hay không thích đều đưa tới sự rung động do cái xúc mà tạo đến cái thọ. You give a name to the object of your contact or perceived contact, both internal, external. Các bạn đặt tên cho cái hiện tượng hay là cái vật hay cái sự kiện mà các bạn thông qua mắt, tai, mũi va chạm, xúc. Và cái đó nó có cái ở ngoài và cái ở trong. Cái ly là cái ly ở ngoài, nhưng mà ngay lập tức nó cũng có cái ly trong đầu của sư. Hai cái này nó liên đới với nhau. Và nếu nó liên đới mà nếu thấy trong nước này trong, kinh nghiệm đã dạy nước trong thì cảm khoái, ưa thích, lập tức có liền. For instance, if the water is so clear and so nice, smells so good,
There arise in myself the urge of liking and the urge of drinking. I want to drink it, and my hand touching the glass, and I drink it. Khi con mắt nhìn thấy nước trong, có cái mùi, mùi chanh, mùi thơm, thì lập tức ở trong tâm của sư sản sinh ra một cái khát ái uống, khát ái cái hành động uống, muốn uống. Và cái tay nó thò ra, nó cầm cái ly và nó uống. That is an emotional reaction. Cái loại hành động như vậy gọi là hành động theo cảm xúc. If you continue unconsciously emotional reacting to the contact or the effect of the contact, you develop the craving. Ngay cái lúc các bạn phản ứng theo sự cảm xúc như vậy, các bạn đã tạo nên cái tham ái vì sự hiện hữu của mình. When you develop the sensual feeling without knowing, without conscious knowing, you actually activate the desire or craving, craving for existence. And once you have the urge or desire for craving, you like the existence or the feeling, and it causes the attachment. And you are possessed by the idea, by the feeling, and lead to the rebirth demand or rebirth cognition. Khi các bạn có cái tham ái, các bạn muốn dính mắt, muốn dính nó, muốn giữ nó, mà giữ nó thì là bị nó chiếm hữu. Mình không có chiếm hữu nó đâu, nó chiếm hữu mình, nó chiếm hữu trong tâm. Và khi nó chiếm hữu mình trong tâm thì lập tức lúc nào mình cũng nghĩ tới sự hiện hữu của mình và cảnh giới. Đó là giấc mơ, chiêm bao, giả tướng. Các cảnh giới này không có thật, nhưng mà mình chuyển hóa nó trong đầu đảo là có thật, tôi có thật. Các thứ này đều có thật và ưa thích. Chiêm bao giả tướng thì tiếp tục tái sanh, luân hồi. Và cái đó sẽ đối ứng trở lại là không bao giờ hài lòng với những cái gì mình đang có. You are never satisfied with whatever you have, whatever you are. The simple reason is everything changes. You getting old, you get sick, you going to die, you depart from this world. All that idea generate the bad feeling inside yourself. You never satisfy with the stress because you don't know how stress come from, what kind of stress, and how to deal with stress. And the consequence of the responses to the stress. Các bạn sẽ không bao giờ chấm dứt được sanh tử tại vì các bạn không hiểu được cái nguồn của các sự căng phản ứng bên ngoài đưa vào bên trong. Cái stress nội và stress ngoại không hiểu được và tiếp tục phản ứng. Và những cái phản ứng đó được dịch ra là tham ái. Only unconscious response to the stress is translated by many authors as a craving, but not as a craving. It's emotional, unconsciously respond, react. Very simple. Rất nhiều dịch giả dịch nó là tham ái, nhưng mà thực sự nó không phải tham ái. Nó là phản ứng vô thức, xúc cảm cho những cái hiện tượng, cho những sự rung động, mà quy lại cuối cùng nó chỉ là những sự rung động và là stress thôi. Nhưng mà mình phản ứng lại vô thức, không có suy tư, cho nên là tiếp tục xây dựng lên và tiếp tục không bao giờ hài lòng, bởi vì mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, không bao giờ hài lòng. Ăn rồi cũng sẽ đói, ăn xong rồi cũng sẽ không hài lòng. Ăn no cũng không hài lòng, đói cũng không hài lòng, ngủ không hài lòng, mà không ngủ cũng không hài lòng. Tại vì tất cả những cái gì xúc chạm đều đưa tới stress. Every contact
will cause stress because it originally is a vibration. Tại vì tất cả các sự xúc chạm đều là xúc chạm với sự rung động. Mà hễ vô thức phản ứng lại sự rung động, tiếp nhận nó thì là tạo nên stress và tiếp tục đi theo nó, tại vì không bao giờ hài lòng. Thế thì ngay cái bộ não này, nó chỉ có cái cục chút xíu đằng sau ót, cái não thôi, là nó điều khiển tất cả cơ thể chúng ta. How big is it inside your brain? The central control of whole body, mind and body. How big is it? Just a little like it. Ở trong não chúng ta có một cái bộ phận nhỏ chút xíu à, nó kiểm soát toàn bộ cơ thể chúng ta. Nó nhỏ hơn cái đầu móng tay nè, nó có lớn đâu. How it govern our body? Just by chemical. Nó kiểm soát thân chúng ta bằng cái gì? Bằng hóa chất. Tất cả những hóa chất đó tác động lên hệ thống thần kinh, rồi phản ứng lại, đưa vào trong não, tập ra thói quen. Cái hóa chất đó thì nó sẽ phản ứng như thế. A particular chemical item will dominate certain behavior. That's scientific proof already. Khoa học đã chứng minh một loại hóa chất sẽ phản ứng ra, đưa tới một cái loại hành động của con người. Khoa học chứng minh rõ ràng rồi, cái đó khỏi bàn cãi. During the World War II, German army test the theory, and what they did, they put a mother and son in one room, and they inject with the chemical to the mother and son to activate the sexual desire from mother and son. At the beginning, in the first 10 minutes, they sit separately, but after 10 minutes, they sit close together, and the boy touching the hand of the mother, and the mother want to kiss the boy. They want to conduct a sexual connotation, sexual relation, just by the chemical. Trong thế giới, trận thế giới thứ nhì, Đức Quốc xã đã thí nghiệm, và điều đó không có chối cãi được nữa, khoa học. Người ta đem một người mẹ với một đứa con bỏ vào trong một cái phòng, rồi chích một cái thuốc kích dục, hóa chất. Trong 5 phút đầu tiên nó còn chống đối, tại vì nói đây là mẹ tôi, đây là con tôi. Nhưng mà sau 5 phút nó từ từ nó xích lại gần nhau, rồi nó nắm tay nhau. Rồi á, người con thì muốn sờ mẹ, người mẹ thì muốn hôn con. Tất cả đều do cái hóa chất tác động lên cơ thể con người. Khoa học đã chứng minh như vậy cả hàng ngàn trường hợp rồi, nơi súc vật, nơi con người. Không có cần phải bàn cãi cái đó nữa. Cho nên tất cả cơ thể chúng ta đều bị kiểm soát bởi hóa chất. How the chemical come into our body? Just by eating. Tất cả hóa chất đó từ nơi thở và ăn. Ăn đem hóa chất vào chứ có gì đâu. Thở, thở vô thức hay thở có ý thức, qua mắt tai mũi lưỡi tác động nên tạo ra hóa chất. Càng thở vô thức, càng nhìn vô thức, càng xúc vô thức thì hóa chất càng tiết ra và tạo nên cái khao khát tái sanh ngủ ngầm trong tâm. All the chemical will activate the desire to be reborn again and again because you enjoy the sensual pleasure. That's very simple. Cái hệ thống thần kinh này, cái gì kiểm soát hệ thống thần kinh? Nó do điện, nó chạy. Điện từ đâu? Điện từ thịt não. Não cái gì gây ra cái điện đó? Do hóa chất. Now, critically examine, you can see, when I say ignorance, but if we translate it into the real term, we see only stress unconscious suppression. Khi nói rằng vô minh thì khó hiểu lắm. Nhưng mà thực sự nó là cái gì? Nó là khi cái stress, cái nguồn mà nó rung động á, mà chúng ta đè nó xuống một cách vô thức thì gọi là vô minh. Tích lũy lại, nó làm cho những cái phản ứng thiếu hiểu biết
kém hiểu biết. Stress unconscious suppression will activate a vibration condition arising because you cannot cope with that. You don't understand the arising of the vibration cognition. You cannot select which one is good, which one is bad, which one benefit for your body. You don't understand it because without the training, you don't. Không có huấn tập thì các bạn sẽ không phân biệt thế nào là lợi, thế nào là bất lợi, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, và các bạn sẽ phản ứng lại một cách thiển cận, thiếu tư duy. Cơ thể tự động nó phản ứng như vậy. Và cuối cùng thì nhìn cho kỹ những cái nguồn mà gây ra xúc động chỉ là các cái nguồn năng lượng. Ánh sáng, âm thanh đều là nguồn năng lượng. Every piece of information or vibration coming to your contact through the light, through the sound, it's just a wave of energy. Tất cả đều chỉ là cái sóng năng lượng mà thôi. And because you are not well trained, you don't understand it, so you come into the ignorance, you come into the acceptance or responsive, unconscious response, and you accept the existence. Because you are here, you subject yourself to suffering. Khi mà có cái sóng nó vào, mà nếu không tu tập thì chúng ta sẽ phản ứng lại, và những sự phản ứng đấy chúng ta không phân biệt được là cái gì là có lợi cho ta, cái gì không có lợi cho ta, cái gì gọi là thiện pháp, cái gì gọi là bất thiện pháp, thì lập tức chúng ta phát sinh ra sự hiện hữu của ta. Và ta thấy đau khổ. You feel suffering because you are here. Các bạn thấy đau khổ bởi vì có sự có mặt của mình. If you're not here, can you feel suffering? No. Nếu các bạn không có mặt ở đây, các bạn có thấy đau khổ không? Không. Tại vì các bạn có ở đây, cho nên các bạn mới chịu sự đau khổ đó. And when you enter the dream of existence, you tend to respond to vibration consciously or unconsciously. There are only two kinds. Responses. One, conscious, cognitive response. Another one, unconscious response. Một loại là có ý thức, một loại là không ý thức. Đáp ứng lại, có ý thức, không có ý thức. The lower level is the unconscious response. The higher level is the conscious response. Both of them subject yourself to the cognitive development. And once you got the cognitive development, you come back to samsara. Và khi các bạn phản ứng theo cái thụ nhận, thọ nhận, cái sự rung động mà các bạn phản ứng có ý thức hay không có ý thức, mà hãy có phản ứng đáp ứng, thì lập tức các bạn rớt trở vào sự xác minh của hiện hữu và tiếp tục tái sanh. Có thức thì là cao cấp, vô thức thì là hạ cấp. Hạ cấp thì có thể tái sanh làm súc sanh, mà cao cấp có thể tái sanh làm người. Nhưng mà tất cả đều dẫn các bạn trở lại tái sanh, tại vì các bạn còn phản ứng, tại vì còn ngã. Once you respond or react, both of them lead you to the samsara, because the identity, the existence of the identity, it's just a dream. Khi các bạn phản ứng, có thức hay không có thức, cao cấp hay hạ cấp, đều dẫn tới sự tái sanh. One way lead to the realms of the animal, another way is lead to the realms of the man. Một đường dẫn tới súc sanh, một đường dẫn tới loài người, đều phải tái sanh. Because you still respond, receptive, respond.
phản ứng lại những cái thọ nhận. Probably you still remember the story of the Buddha. When one Brahmin annoying him all the day long, at the end of the day, the Brahmin asked him, "Can you hear me? Are you deaf? Why don't you talk?" Chắc quý vị có nghe câu chuyện có một vị Bà La Môn đi theo Đức Phật, mắng ngài tối ngày, rủa xả tối ngày. Ngài không trả lời, cuối cùng vị đó hỏi: "Bộ ông điếc hay sao? Ông có nghe tôi nói không?" Probably you heard that story. And the Buddha said, "Suppose if you have the present, a gift, you want to give to someone, and that receiver refused to take it, who would the gift turn to?" Và Đức Phật đã hỏi cái câu: "Nếu như ông có một món quà, ông tặng cho một người nào đó, mà cái người nhận từ chối không nhận, thì món quà thuộc về ai?" The same story here. If we receive something, we respond to our reception, we create mind and body consciously. Khi chúng ta tiếp nhận, phản ứng lại cái nguồn tiếp nhận của các sự rung động, thì lập tức danh sắc xuất hiện. Nếu chúng ta không phản ứng, thức không có, danh sắc chấm dứt. If we don't respond or react mentally, physically, we finish, no longer exist. Nếu chúng ta không phản ứng, nếu chúng ta không đáp ứng, thì lập tức cái món quà trả lại, chấm dứt sinh tử. All of the vibration causing stress, all of the response, no matter of the nature, irrespective of the nature, no matter what it is, positive, negative, conscious or unconscious, causing stress again. Tất cả những cái sự dao động bên ngoài tạo nên stress, mắt tai mũi nhìn, ánh sáng âm thanh, mùi đều tạo nên stress trên cơ thể. Có stress quý vị mới nhận biết được, không có stress quý vị không nhận biết được đâu. Có stress. Và khi các bạn phản ứng lại, đáp ứng lại hay là phản ứng lại cũng tạo nên stress nữa. And once you react or respond to the stress, you actually causing the vibration block, both internal, external, and it intermingle and interact with each other. Khi các bạn phản ứng lại cái nguồn rung động từ bên ngoài, thì lập tức nó tạo nên một cái khối rung động ngoại và nội quyện lẫn với nhau, giống như là quý vị nhồi bột, bỏ đường, bỏ bột, bỏ sữa, bỏ nhiều thứ gia vị vào, nó trộn lên với nhau, rồi tới chừng cuối cùng nó ra cái bánh. It creates another one, and every vibration block creates a chain of vibration block. Một cái cục nó nối với những cái cục khác, một cái khối nó nối với những khối khác, nó tạo nên một cái chuỗi dây của sự phản ứng. Và những cái chuỗi dây đó, every stress responses or vibration responses block, once you create, at the end it calls the DNA. Và tất cả những cái phản ứng stress đó, nó làm cho cơ thể các bạn cuối cùng tạo dựng nên một cái gọi là nhiễm thể chất, chất nhiễm thể, tức là cái đặc thù của các bạn, cái DNA đó, dây chuyền nó bị xoay đổi theo cái stress, nó không còn nguyên thủy nữa.
Và như vậy nó sẽ tạo nên một cái sự hiện hữu, danh sắc hiện hữu rất là đặc thù, không giống ai hết. Danh sắc của bà không giống danh sắc của người ta. Composition of the vibration, unique entity, identity. It's not like everybody, because the vibration cognitive change govern the DNA. The DNA will cause independent, unique identity. And when you die, there is a transmigration of cognitive vibration into the next life, because you are responsive to stress and you enjoy stress, or you are subdued to stress, or you enjoy stress, the same thing. You are attached to stress. So when the body dies, when the body perishes, this old energy, and under stress, it comes into the new form of manifestation or exhibition of the behavior, nothing else. That's why the Buddha say, Thakatha will not disappear, Thakatha will not be permanent, Thakatha will not be impermanent, neither nor. If the condition exists, Thakatha exists. Bởi vậy Đức Phật mới nói, khi Đức Phật không có nằm trong cái quy luật này, tại Đức Phật không có phản ứng lại, không có thọ nhận trên những cái stress đó, cho nên hãy đủ điều kiện, tức là hãy có stress thì Đức Phật hiện ra, không có stress, không có sự nhu cầu, Đức Phật không hiện ra. Thế thôi. Stress is a condition. Thế thì cái sự rung động ấy chính là điều kiện để cho 12 cái nhân duyên phát sinh. Không có sự rung động, không có 12 nhân duyên. Không có sự đáp ứng lại sự rung động, không có sự tái sinh. Và sự chết, tái sinh là sự di chuyển những cái cảm thọ trong những sự rung động, trong kiếp hiện tại, đem tới một cái thân khác. Giống như lửa cháy, lửa nóng đem qua nóng bên kia, cái thân khác. I break the rebirth. I don't attach it. Because re, that means again. Not rebirth or reincarnation. Rebirth, that means birth again, to be born again. The cycle. But the cycle is not the same. It's cycle, but changing. So when you enter here, when you are born, actually, only space and time. Khi các bạn sanh, thực sự ra là nó chỉ có sự xuất hiện của không gian và thời gian, tức là cảnh giới. Các bạn không sanh ở trên không, các bạn sanh ở đây, hoặc là ở Mỹ, hoặc ở Phi Châu, hoặc là sanh làm súc sanh thì nó cũng là cảnh giới của súc sanh. Phải có cảnh giới. Cảnh giới đó được quy định bởi không gian và thời gian. Only space and time govern the world we are living and govern the identity of our existence. And we act, we live, we react, we respond, and we confirm our identity. Chúng ta phản ứng, chúng ta đối tác, đối ứng, tương tác với không gian và thời gian, thì nó thông qua mắt tai mũi xác nhận cái vị trí của chúng ta, cái tư cách của chúng ta là đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, chó, mèo. Thông qua không gian và thời gian, thông qua cảnh giới. Không thể nào có con người mà tự nhiên nó ở trên không, nó phải có cảnh giới, nó mới so sánh được. Rồi ta đặt tên, ta đây là nam, ta đây là nữ. Ta đặt tên. At the beginning, million years, how do you know you are male or female? You don't know. So where is the idea of the identity exists? Because you're responsive to it.
indiscriminately. Và khi các bạn có sự hiện hữu thì lập tức bị stress. Khi có mặt mới sinh ra lập tức là bị stress liền. Ánh sáng, âm thanh ồn ào quá, đứa bé không ngủ được. Thấy không? Bị stress hết. Đói quá cũng không ngủ được. Có cái mùi cũng không ngủ được. À, không chịu được, nó phản ứng. When you are born, you don't like to eat durian because smell too bad, ugly. But when you eat durian every day, you get used to it, you like it, you enjoy it. You indulging yourself into the sense of the durian. Khi các bạn là một đứa bé mới sinh, đứa bé nó không thích ăn sầu riêng. Cái mùi khó quá. Con chó con mèo cũng vậy. Nó chưa bao giờ ăn đường cái nó chạy. Các bạn không thích. Nhưng mà lớn lên cứ ăn từ từ quen. Rồi bây giờ ghiền nó. Ghiền nó rồi nghiện nó. Không ăn thì nhớ nó. Politely, I say durian eating because you are mature. I don't want to offend you. Sư nói cái thí dụ ăn sầu riêng để cho quý vị hiểu, tại vì quý vị đều đã lớn hết rồi. If I say instead of the durian, I say the contact between male and female, sexual contact between male and female, it operates the same fashion. Nói trắng ra, quý vị đã lớn rồi, thì thay vì sầu riêng, bây giờ nói sự cảm xúc giữa quan hệ nam nữ, nó có khác gì đâu. When you are first born, you don't like the contact between male and female. But now you enjoy it, you indulging it. And without it, you miss it. Hồi lúc mới sinh ra 2-3 tuổi biết cái gì về sự quan hệ giữa nam nữ. Nhưng mà lớn rồi, quan hệ một lần rồi, thích quá. Rồi ghiền, ghiền nó nghiện. Nghiện bây giờ không có thì nhớ. Nó là như thế thôi. We are responding to the stress. Chúng ta đang phản ứng lên cái stress do chính chúng ta tạo. Thực sự ra nó chỉ là vibration, nó tạo tại nên stress. Và vì các bạn có sự hiện hữu, lúc nào cũng nhận ra sự hiện hữu. Because we are acting under delusion that we are dreaming of the existence. We am here, I'm here. Therefore, you react to the vibration. Bởi vì các bạn nói rằng các bạn có sự hiện hữu, tôi có mặt đây, cho nên mới phản ứng lại tất cả các cái nguồn rung động từ bên ngoài, khen chê, chửi bới, thương ghét, mùi này mùi kia, ánh sáng âm thanh, tất cả đều là những sự rung động. Mà phản ứng thì lập tức tạo nên sự phản ứng nội tâm. In every piece of the reaction which you create in response to the external vibration, you actually create internal vibration, accumulate unwanted internal vibration. Những cái phản ứng của các bạn đều tạo nên những cái nội tại, nội kết ở trong tâm mà các bạn không biết. And when you die, we call transmigration. You bring all the reaction or the habit into the next life. You don't bring your body, you don't bring your father, mother, property to the next life, but you bring all the responsive, stress responsive reaction and responses. Các bạn đi tới thế giới mới, các bạn sẽ không có mang theo cái gì đâu. Chỉ mang theo cái thói quen, cái phản ứng mà mình đã huân tập, phản ứng, đối ứng với những cái stress đó thôi. Tại vì nó là nó dạng năng lượng mà, nó rung, thì nó tiếp tục. Khi cái thân này bỏ rồi, cái rung nó vẫn còn. Nó là dạng sóng, nó tiếp tục đi nữa. Và mình đã huân tập cái sóng đó kiểu đó. The vibration has a pattern and volume. And we respond it. We call the vibration responsiveness.
And that when we exist, it continue vibrating. Khi các bạn chết thì cái tần số và cái cường độ để phản ứng lại các sự rung động hàng ngày tùy theo sự tu tập nó sẽ đi theo, vì nó là cái dạng sống. Cái thân này chết nhưng mà cái dạng năng lượng sống nó vẫn còn, và cái dạng năng lượng sống được huân tập nó như thế. And in the transmigration you have only two way. One is energetic reaction. Tức là khi mà các bạn tu tập phản ứng lại, dẫu là tích cực, phân biệt thiện ác hay chăng nữa mà nó có tính cách tích cực, thì các bạn tạo nên cái năng lượng phản ứng. When you activate the energetic reaction, you re-entry the realm, space and time, because there is always a demand, urge for the existence. Khi các bạn phản ứng lại, bất cấp là tiêu cực hay tích cực, nhưng mà đều phát sinh ra năng lượng, có sự chọn lựa phát sinh năng lượng, thì lập tức các bạn tái trở vào, đi trở vào, chứ không có tái sanh đâu, đi trở vào tiếp. Tại vì cái năng lượng nó tiếp tục nó quay trở lại, thân bỏ rồi cho nên không có tái sanh. Không, nó đừng có mong là ở kiếp sau con sẽ gặp cha con, vợ con, chồng con sống kiếp nữa, không có đâu. Nó sẽ quay trở lại trong cái trò chơi này. Và khi nó quay trở lại thì nó thay đổi, tăng trưởng cái sự rung động và đối ứng với cái stress. When it turn back or re-entry into the game, there will be conversion of the vibration. Because it's at that point in time, it's only energy. Energy responds to the energy, nothing else. And there is a collision between the energy in the quantum physics law already. Và khi nó vừa trở lại thì nó phản ứng trở lại hai cái nguồn năng lượng chết mà nó tạo ra đã được huân tập thói quen, và cái năng lượng ở bên ngoài cảnh giới, hai cái đó nó hòa nhập với nhau để nó thay đổi. Nếu nó cùng tần số thì nó đi theo cái đó. During the lifetime, the volume of the vibration responsiveness like the animal, and at the end of your life you create energetic reaction as animal, instant responses. And when you re-entry, all the understanding knowledge will be converted into the energy suitable for the realm of the animal, and you will be reborn as animal. Khi đời sống các bạn không kiểm soát được cái nguồn stress, cái nguồn rung động, các bạn phản ứng lại cái tần số và cường độ, và những cái đó đưa tới năng lượng của sự phản ứng, và năng lượng phản ứng thì nó chuyển đổi cái sự rung động đó để cho hòa hợp với cảnh giới của nó. For instance, you like eating and eating too much volume and pattern. A day you eat 3-4 times the pattern and volume, 3 bowls of rice, and you never satisfied with the eating habit, and it converts you into the energetic reaction. Every time you dream about eating food, hungry, and when you re-enter, the conversion of the vibration will convert you into the realm of the hungry gods. Thí dụ như hàng ngày các bạn đều ưa thích ăn, ăn nhiều bữa, nhìn đứt lúc nào ngồi cũng nhớ tới ăn, khao khát ăn, thì những cái đó nó tạo nên sự rung động, phản ứng những sự rung động, thì cuối cùng nó tạo nên năng lượng phản ứng. Năng lượng của sự phản ứng
khi các bạn chết, tái sinh trở lại và nó quen cái năng lượng, cái tần số rung động như vậy rồi, thì nó chỉ phù hợp với cái cảnh giới có cái tần số rung động giống như vậy mà thôi, tức là cảnh giới của ngạ quỷ. Cùng tần số thì phù hợp với nhau. Đó là cái luật của quantum physics. Người ta đã chứng minh khoa học rất rõ. In a quantum physics, they take out one electron from one atom, take it out for 10,000 kilometers. After release, the electron come back to the same atom. Cái luật lượng tử khoa học đã chứng minh, trong một cái nguyên tử, nếu lấy ra một cái âm tử thôi, ở trong cái nguyên tử đó lấy ra một cái âm tử, đem đi tới 100.000 cây số, thả nó ra, nó quay trở lại đúng cái nguyên tử đó, tại vì nó cùng tần số, cùng năng lượng, cùng hài hòa với nhau. We are acting the same pattern, same volume, same habit now. We call the habitual responses. We will be reborn to the similar, same pattern, same risk, volume of the vibration. Khi các bạn ăn uống, phản ứng như là súc sanh, thì khi chết, nó sẽ đi vào cảnh giới súc sanh, tại vì cảnh giới súc sanh nó cùng tần số, cùng cái pattern đó. Đấy. There is another way. In a transmigration is a non-responsive decomposition. Cái cách thứ nhì, trong cuộc sống, khi đã có vào rồi, nhưng mà nhận biết các sự rung động, nhưng mà không phản ứng và phá hủy sự kết cấu, tức là không có gom lại, decomposition, tức là tách rời ra, tách bạch ra. Và non-responsive tức là không phản ứng. Khi các bạn tu tập thì các bạn thấy mà không phản ứng, nghe mà không phản ứng, và tách bạch cái tôi với cái sự phản ứng đó, lâu ngày nó không còn ở trong cái tâm các bạn những sự nội kết và không có phản ứng nữa, thì không tạo nên năng lượng, không có dính mắc nữa. Và như vậy thì các bạn ra đi. At the end of the non-responsive decomposition, learning, you actually exist. You get out of the six realm: animal, man, hungry ghost, even the devas, the king, or the heavens. You exist six out of six realm. You no longer come back to six realm. That's why we call Thagata. Khi các bạn không phản ứng nữa, nó không còn cái gì nữa, thì ra luôn, không còn nằm trong cái quỹ đạo của sáu đường nữa: ngạ quỷ, súc sanh, người, chư thiên, Atula địa ngục, không còn nằm trong sáu cảnh giới đó nữa, thì gọi là đi ra. Where will the Thagata be? That's a very interesting question. Thế thì sau khi ra mà không nằm trong cảnh giới thì đi đâu? Don't say there is no way. Everything is constituted by space and time. Buddha specified clearly in the Loka Sutra. Đức Phật đã nói tất cả mọi nơi tam thiên đại thiên thế giới đều là cảnh giới. Không có cái nào không phải là cảnh giới. Cho nên ra khỏi sáu đường thì đi đâu? Phải đi tới cảnh giới. There will be entry of the new space and time. Nó phải đi tới một cảnh giới khác. And that is called the Buddha place, Buddha land. Và nơi đó chúng ta đặt tên là đất Phật. Buddha land has space and time too. Buddha land has a space and time governed by
the idea. When the Buddha had some idea, immediately he created the rim. If he's non-respond, no idea, no exist. Very simple. Đức Phật có cảnh giới của Đức Phật, chứ phải không có. Khi Đức Phật động não hay là có sự động một cái chút xíu là lập tức Ngài tạo ra cảnh giới của Ngài, hay cảnh giới này, cảnh giới kia. Và hễ có cảnh giới thì có Ngài, thì có sự xuất hiện của vị Phật. Nếu Ngài không phản ứng thì không bao giờ có cảnh giới gì hết. Còn lại là 6 cảnh giới của chúng ta. If the Buddha stop ignition of any thinking or any energetic movement or responses, there will be no existence of the Buddha, no existence of the space and time of the Buddha, no Buddha land at all. That's where we call Nirvana, or Nibbana. Nơi mà không có một tác nhân để sinh ra cảnh giới hay là khái niệm, nơi ấy gọi là Niết Bàn. Đó là đất Phật. Khi nào Phật muốn thì tự nhiên cái ý muốn lập tức là có cảnh giới liền. Thế còn phản ứng, còn cảnh giới. Đấy. There's two way: rebirth or non-responsive cycle. The same. Don't think that the Buddha will disappear. Đừng nghĩ rằng Phật biến mất. The Buddha still here, like the darkness and the light. When you turn the light on, you see everything. There's a rim. There's a space and time. But when you turn the light off, there's nothing. Giống như ánh sáng và bóng tối. Khi các bạn bật đèn lên, thấy được các cảnh giới. Giống như Phật, khi các ngài nghĩ cái là lập tức có cảnh giới liền. Đừng nghĩ rằng Đức Phật biến mất. The light, the wisdom still here. It's up to you to penetrate the wisdom or not. Giáo pháp của Đức Phật, tức là trí tuệ, còn đó. Nếu các bạn thẩm thấu được, tiếp nhận được, thẩm thấu được, thì các bạn vào trong cảnh giới của Phật, thì lúc bây giờ tự nhiên các bạn hiểu Phật là gì. Còn bây giờ mường tượng ra ông Phật như thế này, ông Phật có tóc, ông Phật không có tóc, toàn là cái đầu nó tạo dựng. So in the gospel, in the Bible of the Catholic, they say man made God, not God made man. And I conclude this lesson today. Sư chấm dứt cái bài ngày hôm nay với mà mượn một cái câu ở trong Kinh Thánh của bên Thiên Chúa Giáo. Kinh Thánh bên Chúa Giáo nói rằng Thượng Đế tạo ra loài người, nhưng mà chân lý vẫn là chính cái não của loài người tạo ra Thượng Đế. Ông Thượng Đế kiểu này, ông Thượng Đế kiểu kia, tùy theo cái cảm xúc của mình. You are acting the same. My Buddha, my female Buddha, my male Buddha, my Kuan Yin Buddha, my Abhidhamma Buddha, my Sakyamuni Buddha, my Gautama Buddha, it's your my production. Tất cả những cái sản phẩm Đức Phật Quan Âm, Đức Phật Thích Ca, Phật này Phật kia, đủ các thứ Phật, đều do sản phẩm, do cái não của quý vị, cái não của con người. Đức Phật không có nằm trong cái danh chế định của chúng ta. Đức Phật đâu có nằm trong cái vòng đó. Chúng ta đặt tên vậy thôi. Khi các ngài ý nghĩ muốn làm gì các ngài làm, mà ý nghĩ là nó thành ra cảnh giới, mà thành ra cảnh giới là có vị Phật liền. Responsive to demand of the stress. Ở trong cái môi trường, thí dụ trong cái môi trường một cái nước đó, người ta rất là hung dữ, thì Đức Phật thị hiện là người nữ để giáo hóa chúng sanh, trở thành ra Đức Phật Quan Âm.
There's no difference between the Gautama Buddha and the Kuan Yin Buddha or Amitabha Buddha. Depending on the space and time, the Tathagata will appear upon a certain condition, suitable condition. That's all. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quán Âm là những vị đáp ứng lại những điều kiện ở trong cảnh giới đó. Thế thôi. Nhưng mà người ta phân biệt ngụy tạo rồi người ta đau khổ. So breathing in, breathing out, you have to see inside yourself. Feel interdependent, interrelated factor inside yourself. If you break one, you break the whole lot. Nếu các bạn phá một cái thôi, bất cứ cái nào, là các bạn phá cái chuỗi sanh tử đó. Bất cứ một cái nào, phá cái thức, phá cái danh sắc. Danh sắc dễ phá lắm. Tại vì thân nè, quán 32 thể trược, thùng phân biết đi, thối, phá được. Phá được là xong. Thời Đức Phật có vị, Đức Phật dạy, ông quán, ông nhìn thấy ai cũng là bộ xương. Quán cái thân là bộ xương. Đột nhiên có một cô kỹ nữ, có vừa đi vừa hát, và diêm dúa lắm. Buổi chiều, ngài đang làm công việc gì đó, ngài ngước mắt lên, nghe tiếng ca hát, ngài ngước mắt lên. Thì ngay cái lúc ngài ngước lên, ngài thấy cô cười, lập tức ngài thấy toàn cái bộ xương đang cười, chứ không còn thấy cô nữa. Ngài chứng A-la-hán. Tại vì quán liên tục nó là đề mục, không có cái bất thiện pháp chen vào. Lúc nào cũng thấy bộ xương, bộ xương, bộ xương. Tới cái lúc nó bùng vỡ một cái, ngài chứng A-la-hán. You break one, enough. No need for 12.